Khang ơi, lại đây ba chỉ cho, ở dưới này có cái thành phố mình dưới này nè. Lên đây là phải cảm nhận được cái lạnh với cái khung cảnh. Nó có cái dòng sông á mà. Khang ơi, lên đây con. Mẹ ơi, lại đây chỗ này mới có được nè mẹ ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.